Đêm qua, huấn luyện viên Rafael Benitez đã có màn tái xuất Premier League đầy ấn tượng cùng với Everton. Đội chủ sân Goodison Park đã xuất sắc ngược dòng có được chiến thắng 3-1 trước Southampton trong trận mở màn mùa giải mới. Dẫu có khởi đầu suôn sẻ, nhưng Everton vẫn muốn tăng cường hỏa lực cho huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Theo chuyên gia sang tên chuyển nhượng Fabrizio Romano, Everton đang nhắm tới Andreas Pereira của Man United. Câu lạc bộ thành phố cảng Liverpool cũng muốn mượn Andreas Pereira một mùa, nhưng Man United vẫn ưu tiên bán đứt. Cầu thủ người Brazil đã không còn nằm trong kế hoạch của Ole Gunnar Solskjaer. Về phía Man United, họ cũng sẽ cân nhắc để Andreas Pereira đến Everton thời gian cho mượn nếu không tìm được đối tác bán, qua đó tiết kiệm được một khoản tiền lương. Tammy Abraham là một trong những mục tiêu chi bộ hàng đầu của Jose Mourinho ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Người đặc biệt muốn có tiền đạo người Anh để thay thế Edin Dzeko, chân sút mà họ vừa bán cho Inter cách đó một ngày. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, Jose Mourinho đã liên tục gọi điện thoại cho Tammy Abraham. Cuối cùng, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha đã thuyết phục thành công chân sút này gia nhập Roma. Tammy Abraham dự kiến sẽ bay đến thủ đô Rome vào lúc 1 giờ chiều nay theo giờ địa phương để kiểm tra y tế và hoàn tất hợp đồng. Giao kèo của tiền đạo người Anh vào Roma có thời hạn đến tháng 6 năm 2026. Tại Roma, Tammy Abraham sẽ hưởng mức lương 4 cho đến 5 triệu euro mỗi mùa. Angel Di Maria là một trong số ít những cầu thủ được vinh dự trở thành đồng đội của cả Ronaldo lẫn Messi. Trước đây, Di Maria sát cánh cùng Ronaldo ở Real Madrid, chơi cùng Messi ở đội tuyển quốc gia và giờ sắp sửa được tái ngộ Messi trong mùa áo câu lạc bộ. Phát biểu trên TYC Sport, Angel Di Maria phát biểu: Ronaldo có lẽ phải tiếc đến chết khi không thể ở PSG vào lúc này. Chắc chắn là anh ấy rất hiểu số lượng và chất lượng cầu thủ mà chúng tôi đang có là độc nhất vô nhị. Tôi có thể dám chắc với bạn rằng Ronaldo rất muốn được có mặt ở đây. Tuy nhiên thật không may cho anh ấy là PSG rốt cuộc lại ký hợp đồng với Messi chứ không phải là Ronaldo. Ronaldo chắc chắn không thích điều này, nhưng tôi nghĩ là ban lãnh đạo đã chọn giải pháp mà họ cho là hợp lý nhất. Ngày hôm qua, trước khi trận mở màn mùa giải mới giữa Leeds United và Manchester United diễn ra, Raphael Varane đã được giới thiệu với người hâm mộ trên sân Old Trafford. Trung vệ người Pháp xuất hiện tại nhà hát của những giấc mơ với chiếc áo số 19, chứ không phải là số 4 ưa thích của anh. Theo tiết lộ, Varane đã đề nghị Phil Jones đổi lại cho anh chiếc áo số 4 ở thời điểm chuẩn bị có mặt để ký hợp đồng. Thế nhưng trung vệ người Anh đã từ chối. Bị ma cũ khước từ, Raphael Varane đành quyết định chọn số áo 19, số áo mà Varane từng khoác trong những năm đầu tiên đặt chân đến Real Madrid. Việc Varane chọn áo số 19 đồng nghĩa với tài năng trẻ Amad Diallo sẽ phải đổi sang số áo mới là mùa 6 cho mùa giải này. Mohamed Salah đã có màn trình diễn chói sáng để giúp Liverpool giành được 3 điểm ở trận ra quân. Tiền đạo người Ai Cập đã in dấu giày trong cả 3 bàn thắng vào lưới của Norwich. Anh kiến tạo cho Diogo Jota và Roberto Firmino trước khi tự mình ấn định chiến thắng 3-0. Chỉ vài giờ sau trận đấu cực kỳ ấn tượng của Mo Salah, người đại diện của tiền đạo người Ai Cập Rami Abbas Issa đã lên tiếng nhắc nhở Liverpool cần xem xét ký hợp đồng mới. Trên mạng xã hội, người đại diện của Salah chỉ viết ngắn gọn: "Tôi hy vọng họ sẽ xem xét." Người đại diện của Mo Salah vốn khá bức xúc khi mà Liverpool vẫn đang trì hoãn việc ký hợp đồng với thân chủ của mình. Hợp đồng của tiền đạo người Ai Cập còn thời hạn đến mùa hè 2023, nhưng Liverpool vẫn chưa có dấu hiệu đề nghị gia hạn. Dư luận thắc mắc tại sao một người đứng đầu vương quốc xa xôi ở tận Đông Phi lại chỉ trích mạnh pháo thủ London sau trận thua muối mặt trước tân binh Brentford. Tổng thống Paul Kagame của Rwanda nói: "Một trận đấu mà tôi không thấy bóng dáng của Arsenal đâu, và tôi nghĩ hàng ngàn cổ động viên Arsenal cũng có suy nghĩ giống tôi. Không, không thể có điều này. Lên xuống, xuống lên là chuyện bình thường trong bóng đá, nhưng hôm nay họ đã gục ngã." Vì sao người đứng đầu quốc gia châu Phi này lại có phản ứng mạnh như vậy? Đó là vì Rwanda là quốc gia tài trợ cho Arsenal bằng công quỹ của mình. Đó là dòng quảng cáo mời gọi Visit Rwanda, hãy du lịch đến với Rwanda, với slogan quảng cáo trên các loại áo thi đấu, áo tập và áo di chuyển của Arsenal.